giọng và nhiều người thấy cái độ ngọt rất là tốt. Xin tuyên bố mọi người rằng là sau khi mà chiếc xe này chính thức xuất xưởng thì tôi sẽ thay cái xe yêu quý hiện nay của tôi là Lexus 570 thành VinFast. Tất nhiên là đổi từ 5 lít 7 đến 2 lít là một cái sự nỗ lực rất lớn, nhưng nó chứng tỏ rằng xe của chúng ta cũng không thua kém các cái xe đẳng cấp như vậy. Xin chúc mừng VinFast. Tất nhiên là sẽ không lâu, bởi vì chỉ mấy tháng sau đó thì lại có thể đổi lên 6 lít 2 như cũ. Ngày hôm nay là một ngày rất là vui và thực sự là một ngày trọng đại đối với cả VinFast. Trước hết thì tôi phải nói lời cảm ơn chân thành và chúc mừng tập thể của VinFast, bởi vì chúng ta đã tạo được một cái sản phẩm rất là tốt, rất là đẳng cấp. Đặc biệt là tôi cảm ơn các bạn chuyên gia nước ngoài, các bạn đã đến với nước của chúng tôi, cùng với chúng tôi chung vai sát cánh xây dựng lên được một cái sản phẩm rất là đẳng cấp, rất là đáng tự hào. Từ những ngày đầu tiên rất nhiều người nói rằng là chúng ta không thể làm được với cái tiến độ như vậy, với cái yêu cầu về chất lượng và đẳng cấp như vậy. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta đã làm được. Và tôi cho rằng cái điều đó nó không chỉ là kỳ tích của VinFast, mà nó còn là kỳ tích đối với mỗi cá nhân trong tập thể chúng ta. Xin nhiệt liệt biểu dương. Tất nhiên chúng ta đều biết rằng là con đường để đến đích, để xây dựng thành công một cái hãng xe Việt Nam mà nổi tiếng trên thế giới, được ưa chuộng, được sử dụng rộng rãi, sẽ còn rất nhiều chông gai khó khăn. Đòi hỏi chúng ta phải hết sức nỗ lực, cố gắng. Thì tôi tin rằng là với một cái tinh thần sáng tạo, quyết liệt, thậm chí có thể gọi là rất mãnh liệt, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi đến đích, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Ngày hôm nay, thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn, một lần nữa tôi xin nhiệt liệt biểu dương tất cả các cán bộ nhân viên của công ty VinFast. Và tôi cũng yêu cầu ban truyền thông truyền tải những hình ảnh này, hình ảnh về cái xe đầu tiên của chúng ta đến tất cả các cơ sở của tất cả công ty thành viên của VinGroup trên toàn quốc, để mọi người chung vui với VinFast, để mọi người lấy đó là một cái tấm gương để chúng ta phấn đấu, học tập và làm tốt hơn nữa công việc của mình. Làm sao để thực sự là chúng ta có thể thực hiện được cái sứ mệnh của mình là phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.